Lục Tiểu Linh Đồng, Tôn Ngộ Không hưởng đặc quyền độc nhất Trung Quốc. Lục Tiểu Linh Đồng trở thành ngôi sao được hàng triệu người dân Trung Quốc yêu mến sau vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Cũng từ đây mà ông nhận được rất nhiều đặc quyền chưa từng có ở đất nước này. Tây Du Ký là bộ phim đi cùng năm tháng, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ Việt Nam nói riêng, khu vực châu Á nói chung. Dù được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng tác phẩm này vẫn luôn được khán giả vô cùng quan tâm. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến Tây Du Ký năm 1986, bộ phim được quay cuốn chiếu đầu tiên của Trung Quốc. Tây Du Ký lập kỷ lục là bộ phim dài tập được phát đi phát lại nhiều nhất ở Trung Quốc với hơn 3.000 lần. Bộ phim khiến tên tuổi dàn diễn viên chính ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Hơn 30 năm trôi qua, họ vẫn được nhắc đến với nhiều lời ca ngợi. Trong đó, nhân vật Tôn Ngộ Không qua diễn xuất của Lục Tiểu Linh Đồng được coi là kinh điển. Vai diễn này cũng đưa nam diễn viên đến với rất nhiều vinh quang. Dù cho sau này nhiều Tôn Ngộ Không khác xuất hiện, điển trai hơn, linh hoạt hơn, nhưng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn được đánh giá là chân thật nhất, xuất thần nhất. Năm 1987, Lục Tiểu Linh Đồng đoạt giải đặc biệt Liên hoan phim Phi Ưng, giải nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 6, giải nhất 10 ngôi sao điện ảnh truyền hình Trung Quốc lần thứ nhất. Năm 2008, nhờ vai diễn này, ông được bình chọn là một trong 10 diễn viên truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất trong suốt 30 năm phim truyền hình của Trung Quốc. Năm 2009, ông được bầu chọn là một trong 60 nghệ sĩ nổi bật nhất trong 60 năm lịch sử của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Giờ đây, hễ nhắc đến Tôn Ngộ Không, người ta sẽ nhớ ngay đến Lục Tiểu Linh Đồng và ngược lại. Người Trung Quốc gần như không ai không biết đến ông. Cũng vì nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng quá lớn như vậy mà khán giả đã quên luôn cái tên thật của nam diễn viên. Họ quên mất tên thật của ông là Trương Kim Lai, còn Lục Tiểu Kim Đồng chỉ là nghệ danh. Do đó ngoài đời thường, Trương Kim Lai gặp rất nhiều rắc rối vì người ta cứ nghĩ ông sử dụng chứng minh thư giả. Chính vì rắc rối này, nhà nước Trung Quốc làm một việc hy hữu, cấp cho Lục Tiểu Linh Đồng hai thẻ căn cước công dân hợp pháp với hai tên gọi khác nhau là Trương Kim Lai và Lục Tiểu Linh Đồng. Cho tới thời điểm này, nam diễn viên là công dân Trung Quốc duy nhất có vinh dự này. Lục Tiểu Linh Đồng sinh năm 1959, là một diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi của ông được cả thế giới biết đến nhờ vai diễn Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết ra mắt năm 1986. Suốt hơn 3 thập kỷ qua, dù tham gia không ít tác phẩm, nhưng chưa có vai diễn nào giúp ông thoát khỏi cái bóng vua khỉ. Bản thân Lục Tiểu Linh Đồng thừa nhận, cả đời ông tự hào nhất là vai Tôn Ngộ Không. Ngoài 60 tuổi, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn năng nổ đóng phim. Tuy nhiên, nam diễn viên gạo cội dần mất điểm trong mắt công chúng bởi những hành động ăn mày quá khứ. Tất cả ấn phẩm có liên quan đến nhân vật, ông đều buộc phía đối tác phải nộp khoản tiền gọi là bản quyền. Cuối năm 2019, nam diễn viên thậm chí quay lại đảm nhận vai Tề Thiên Đại Thánh khi đã ở tuổi 60. Từ diễn viên gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả, Lục Tiểu Linh Đồng nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Đa phần ý kiến nhận định ông muốn ăn bám vào danh tiếng của Tôn Ngộ Không và Tây Du Ký để kiếm lợi lộc cho mình. Theo Sohu, bộ phim Tham Tiền với sự góp mặt của Lục Tiểu Linh Đồng được đánh giá là tác phẩm gây thất vọng nhất năm 2020. Tác phẩm được ra mắt hồi tháng 7 năm 2020, được nhà sản xuất quảng bá là bom tấn. Tuy nhiên, phim chỉ thu về 140.000 nhân dân tệ, khoảng 460 triệu đồng sau 3 ngày công chiếu. Trên trang đánh giá Douban, phim nhận được 2.5 trên 10 điểm, con số dành cho tác phẩm có chất lượng dưới mức trung bình. Theo giới chuyên môn, phim dù không làm lại từ Tây Du Ký bản gốc nhưng có nhiều chi tiết được cai cắm khiên cưỡng. Trong dàn diễn viên, Lục Tiểu Linh Đồng bị chỉ bài nhiều nhất về diễn xuất. Nam diễn viên gạo cội được nhận xét diễn khoa trương ở nhiều phần đoạn khiến người xem khó chịu. Sina bình luận, Tây Du Ký vốn là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, là dấu ấn tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, vài năm gần đây, các nghệ sĩ trong phim liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhắc lại kỷ niệm xưa, khiến sự yêu mến của khán giả dần vơi cạn. Lục Tiểu Linh Đồng từ thần tượng tuổi thơ trở thành nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất do có những hành động bị cho là ăn bám vào danh tiếng của Tôn Ngộ Không và Tây Du Ký.